Hôm nay Út Ngọc cùng với chị Ngọc Loan sẽ tiếp tục hành trình là đi bắt ốc nha cả nhà. Thì em với chị Ngọc Loan cũng lặn lội tìm đến cái mương này nè cả nhà. Đó, để bắt ốc về mình nấu ăn nha cả nhà. Luộc ăn hôm nha. Nay là đi bắt ốc quán nha cả nhà. Đúc đồng. Không có cái vô. Gọi gì mồi sao? Gì? Kìa chú vậy?
nó đi. Không có đứng được. Đèo. Bây giờ mình đi được hai chỗ đi cả nhà, mà hầm nào nó cũng sâu hết trơn á, chưa có ổn định, cho nên là mình đi tìm cái hầm khác đi cả nhà. Quá sâu rồi. Cá chơi hả? Chơi không à? Tại vì không biết bắt. Sao? Tay bắt nó được. Buồn mình cho ăn đó. Buồn giờ nè. Quá trời. Trời trời. Con ốc nổi đi kìa. Tôi chết. Nó ghẻ, nó ghẻ. Nó bung lại kìa. Nó ăn hết trơn rồi.
cây tre là không có một con ốc nữa. Hiện tại mưa quá mưa cả nhà ơi, họ bắt đầu mưa áo không có, giờ mình tiếp tục mình đi đổ vớt cả nhà. Xuống luôn hả? Xuống luôn đi. Lấy nha cả nhà ơi, đúng địa điểm này. Đàng hoàng nha, bay nè. Đầu xuống. Bay xuống một cái nha. Lật trời lỡ đất. Trên đường. Không thấy đường luôn, cuộc tháo luôn nè. Giờ thử rồi nó có ốc nhiều không? Đi xuống hỏi coi nào điện nhậu bữa nay. Cô bắp không thấy có xuống nội được rồi chứ cặn gì à. Trên nóng mà dưới lạnh quá. Đây cả nhà ơi, quá nhảy rồi. Ui nó nhảy. Thank you.
đi tới đâu là sập bờ đây chứ đó. Có cái chép, nó mà đổ ra nó nhảy sao? Bắt nó ra. Bắt nó ra. Nè, bắt nó ra thả lên giường nè. Được cá chép nha cả nhà. Cá này chiên xù được cả nhà ơi. Cái đồng. Cái đồng. Thấy đây nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, có mồi rồi đó. Rồi. Nhảy cầu mà đi chụp cây. Nhảy cầu đi chụp cây lên chi vậy? Không chụp. Nó lúc cái đầu uống nước. Nó cũng lúc mà. Lặn kiếp gì vậy? Ui ui, có con cá bự nữa. Vô rồi, bữa nay vô rồi. Vô rồi cả nhà ơi. Dính cái miệng đây. Ồ, con. Dở tuốt trên sao bắt được. Chưa. Trời, cái đầu rồi. Đó, tiếp tục một câu thứ hai nha cả nhà ơi. Vô
mánh. Đây vô rồi. Cái chép chừng là tới tiền luôn. Ừ. Vậy cái chép gì? Chừng muốn tàu gì đó, chừng muốn tàu gì đó. Chép quá ngon. Ủa cũng có chặt bự nữa. Đúng rồi, lên, dở đất này nè. Ui, cũng có chặt này cả nhà. Hôm nay hai chị em của Ngọc thì thu hoạch được nhiêu, thu hoạch được có nhiêu nè cả nhà. Ốc cũng có mà cua, cá, tép gì cũng có cho nghe cả nhà. Rồi cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp cả nhà mình vào những video tiếp theo nha cả nhà. Cũng mong bà con có ý kiến gì đóng góp bên dưới nha cả nhà, để chị em có cái động lực để ra nhiều video hơn nha. Rồi xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà nha.